Số lần này chúng ta sẽ cùng kiểm chứng chiếc tai nghe kỳ lạ được quảng cáo ấn tượng trên mạng. Và đây là quảng cáo của họ. Âm thanh định hướng người bên cạnh không thể nghe thấy. Thời gian chờ 300 giờ và sử dụng lên đến 12 giờ, ok. Âm thanh 3D, ok, có âm thanh vòm. BIZS600, giá 600.000 nhưng người ta quảng cáo có âm thanh vòm. Và đặc biệt, đợi một chút, đây là con tai nghe đầu tiên mà tôi review có thể vừa nghe nhạc vừa ngoáy tai các bạn ạ. Bạn nhìn thấy không ạ? Anh ngoáy tai được. Cái này mới đây. Tai mày đéo. Ấy, tiện lợi thật. Thoáng tai thật. Đỡ bị hăm tai. Vậy thì nó có hiệu quả hay không? Hãy cùng nhau kiểm chứng. Tìm hiểu kỹ thì tôi mới thấy là cái hãng BIZ này nó là một trong những nơi sản xuất OEM và sản xuất tai nghe đi toàn thế giới và đã có 20 năm kinh nghiệm rồi. Bài test thứ nhất về ngoại hình. Wow. Sao cái thiết kế của nó lạ nha. Cái này ngoại hình nhìn là lạ đấy. Nó được gọi là tai nghe dạng xương cá, tức là đeo tai nghe này để chuyên dành cho thể thao, vận động và đi du lịch ngoài trời. Test khả năng vận động của tai nghe BIZ và ngay sau đây thì anh Đức sẽ cùng với tôi là test khả năng của nó. Xin mời anh Đức đeo vào. Anh là người rất ưa vận động. Mỗi ngày anh đều phải bật nhảy 100 lần, hít đất 100 lần, gập bụng 100 lần và chạy 10 km. Sao biết? Pullman. Đầu tiên là anh có cảm thấy thoải mái không ạ? Chả cảm thấy gì cả. Đeo như không đeo ấy. Nào, bây giờ lắc xem là nó có bị rung không? Lắc vừa đấy. Anh có biết là mấy ông nghe banger không ạ? Nhức đầu lắm. Thế thì bây giờ chống đẩy ạ. Chống đẩy làm sao mà rung được? Đấy, nghiêng tai sang bên này, nghiêng tai sang bên kia. Đó, chúng tiếp đi ạ. 100 cái chống đẩy mỗi ngày cơ mà, từng này là gì? Nào, bắt đầu ạ. Thấy mệt thôi, không thấy gì cả. Để xem mà nó có thật sự tuyệt cho vận động hay không thì chúng tôi sẽ cho anh Đức giáo sư là chạy đến cái phần cầu thang đỏ phía bên kia. Lia giúp tôi ạ. Có nhìn thấy không ạ? Xin mời anh. Chạy đường nào nhỉ? Chạy đường kia, chạy vòng nhá. Nhớ nhá, bên kia. Ok. Let's go. Nhận xét về độ fit của tai nghe và xem con nghe nhạc không nha trong quá trình chạy nha. Ok. Nhanh chân lên ạ. Tôi đang chạy với tốc độ của một người bình thường khá là nhanh đấy. Ui, tai nghe này lúc nãy lắc còn không bay. Cảm giác là đeo khá là chắc, rất là chắc chắn luôn. Vận động thoải mái. Tiếng nhạc, tiếng xe, tiếng cộ các kiểu là vẫn nghe được thoải mái luôn. Khi mà các bạn đeo những con tai nghe nó bí quá ấy, thì sẽ không nghe được tiếng xe cộ hoặc là tiếng người. Thế cho nên là khi mà gặp những cái tình huống khẩn cấp ấy, rất dễ là không xử lý được tình huống khi mà mình vận động. Còn đeo tai nghe này thì mọi thứ, kể cả nhạc lẫn mọi tiếng người nói, tiếng xe cộ đều nghe đầy đủ. Không nói được nữa rồi. Đứng đây phỏng vấn ạ. Anh cảm thấy là tai nghe cảm giác đeo như nào ạ? Má phân dịch. Có phân dịch à? Thế là anh chạy suốt cái quãng là từ đầu đến cuối đúng không? Đúng vậy, tôi chạy một vòng này. Chạy gần đến đây rồi tôi lại quay lại. Ra bên kia là tôi đi bắt Grab về rồi. Thế là chính ra là con tai nghe là một con tai nghe tốt đấy ha. Tai nghe có màu mè đến cỡ nào đi chăng nữa thì chất âm là một điều cực kỳ quan trọng. Và tôi sẽ chỉ đưa ra nhận định cá nhân của mình, sau đó sẽ cho nhiều người cùng trải nghiệm chất âm ở phân khúc 600.000 này và xem người ta sẽ đánh giá chất âm này thuộc phân khúc giá tiền bao nhiêu. Về nhận định thì tôi thấy âm thanh vòm 360 độ của nó thì được gọi là khá ổn, tầm khoảng 6,5 đến 7 điểm. Đây là một mức điểm cao dành cho những con tai nghe phân khúc 1 triệu quay đầu. Chất âm mang lại thì nó phải nằm ngoài phân khúc 600.000. Con này được một cái là cực kỳ mạnh ở cái việc tái tạo không gian. Khi mà các bạn nghe không gian thì sẽ thấy không gian của cái con tai nghe này rất là rộng. Ui, vẫn nghe rõ được âm thanh vòm 3D luôn. Trái phải rap right ấy. Tối nay đi nhậu không? Ha? Tối nay đi nhậu không? À, nhậu hả? Nó thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều những con tai nghe ở phân khúc tầm 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi. Tuy nhiên là tai nghe xương cá như thế này thì nó sẽ không đem đến một cái chất lượng âm thanh như kiểu âm lượng quá lớn như bạn mong muốn. Và chắc chắn là nó sẽ hở âm. Đấy, bây giờ tôi nghe và người ta có quảng cáo là không hề lọt âm ra ngoài. Wow. Đầu tiên là ở mức âm lượng 50%. Khi đã lỡ yêu rồi. Hẳn là anh nhìn cái màn hình của tôi đúng không ạ? Ôi, cái giải âm trầm âm mít con này làm hay vãi. Lên 100% âm lượng. Nghe mượt như cắn vào bơ vậy. Quyết tình bao gió có xa nhau xin đừng là tan chóa. Hưng hờ mùa đông, giấc mơ tình khúc vàng. Mấy con tai nghe xương cá như thế này thì chắc
chắn là sẽ hở âm nhá. Chẳng qua là nó hở nhiều hay hở ít hay thôi. Giải loa của nó là 16,2mm, tức là giải loa siêu trầm. Các bạn có thể thấy nó làm rất tốt ở những cái bản nhạc như kiểu này, bản nhạc rap này. Mức âm lượng thì 100%, nghe rất êm, mượt như cắn vào bơ vậy. Nhưng mà được một cái tức là mức âm lượng nó sẽ không thể nào quá to. Và tất nhiên rồi, tai nghe xương cá thì sẽ không thể nào có cái chống ồn thụ động được. Về nhận định chung, mức giá 600.000 thường là mức giá 1 là dành cho tai nghe gaming, 2 là dành cho tai nghe chống điếc. Thì đây là một con tai nghe có chất âm ở tầm phân khúc gấp đôi giá tiền của nó, tức là chất âm của nó ao trình rất nhiều con tai nghe ở tầm phân khúc này. Do là tai nghe xương cá thế nên cái khả năng chống ồn của nó chắc chắn sẽ không tốt được bằng so với những con tai nghe in-ear. Đó là điểm yếu duy nhất. Còn lại về độ trâu bò lì lợm của nó thì chúng ta sẽ phải chờ đợi sau một khoảng thời gian tôi sử dụng. Đấy, Long Khoa, review khoa, chấm điểm. Đây là một sản phẩm hữu ích.